Rồi, còn đây là cái video 4K 60fps nhé. Hai con này đều có 4K và 60fps luôn. Tí nữa nó sẽ mình sẽ test thử cái 8K của nó xem thế nào. Rồi, như mình thấy thì lên cái 4K này mình cảm giác là cái con Samsung nó giật hơn. Nó chống rung kém hơn, đấy là trên màn hình điện thoại thôi. Còn không biết ghép lại nó thế nào thôi. Cái con V60 chống rung vẫn rất là hay luôn. Rồi. Mình sẽ quay lại nhá, chạy từ đoạn này nhá. Chạy nào. Đấy, ôi chà. Chiều nay chỉ chạy ở cái đường này thôi. Rồi. Rồi, ok. Mình sẽ chuyển sang 8K nhé. Rồi, hai con này có thể quay video cam trước 4K 60fps các bạn. Ghê thật. Đấy, các bác có thể thấy chất lượng của nó xem như thế nào. Như trên điện thoại thì mình thấy con Samsung bao giờ nó cũng sáng và nó chi tiết hơn. Thật sự là như vậy. Còn trên màn hình máy tính thì mình không chưa rõ. Ghép lại mới rõ được. Nhưng mà cảm giác cái chống rung của con V60 trên màn hình bao giờ nó cũng tốt hơn. Nhưng mà không hiểu sao cứ ra máy tính là nó kém hơn. Rồi, mình sẽ chạy ở cái chế độ 4K này, mình sẽ chạy phát xem thế nào. Rồi, chạy nào. Ok, để chạy mấy lượt ạ. Mình cũng đang có 4 con điện thoại nên mình phải test từng con một. Không thể nào test cùng lúc 4 con được. Đây là cái video 4K 60fps nhé. Không hiểu sao là khi mà bật sang video 4K 60 ấy, thì cái con LG nó lại tối hẳn đi. Còn cái 4K mà chỉ có 30fps ấy, thì nó lại sáng. Rồi, ok, kệ nó, cứ test thông số giống nhau đi. Rồi, mình sẽ chạy từ chạy một tí nhá. Tí mình sẽ tăng lên con này lên 8K, hai con này lên 8K chăng ạ? Xem nó thế nào. Tại vì hai con này có 8K mà. Rồi, ok. Mình cảm giác là cái con V60 nó chống rung tốt hơn. Nhưng mà nó hơi tối hơn thôi. Rồi, mình sẽ chuyển lên 8K nhá.